Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu tới cả nhà, đây là sản phẩm lột thai da cao cấp NN nha cả nhà nha. Hàng có sẵn ở shop nha, mọi người đến shop mua một chai vẫn được giá sỉ nha mọi người. Lột thai da cao cấp NN, hàng chính hãng, mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Khi lột quá da của mình á, nó sẽ lên tông từ 60% tông nha cả nhà. Khi lột da sẽ lên tông từ 50 đến 60% tông nha. Sau đó mình mới thoa kem body lên nha cả nhà nha. Hàng có sẵn ở shop, mọi người đến shop mua một chai vẫn được giá sỉ nha mọi người. Lột cho da nhanh trắng nha. Trường hợp ai mà thoa kem mà lâu trắng á, thì mình nên lột nha mọi người. Lột để cho lên tông da nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.